lý do căng đến nỗi Khoa Park và tỷ phú Johnny Đặng gạch mặt. Thông tin xuất hiện khiến nhiều netizen không khỏi thắc mắc nguyên nhân vì sao Khoa Park và Johnny Đặng toang. Chiều tối ngày 7 tháng 11, mạng xã hội xôn xao trước thông tin Khoa Park và tỷ phú Kim Cương Johnny Đặng gạch mặt nhau. Nguồn cơn bắt đầu từ việc cả hai thẳng tay xóa hết hình ảnh, clip xuất hiện bên nhau trước đó. Hành động này mới chỉ diễn ra gần đây bởi khoảng vài ngày trước. Những hình ảnh và clip vẫn còn nguyên. Khoa Park thân thiết với Johnny Đặng kể từ khi sang Mỹ. Johnny Đặng từng nhận xét Khoa Park còn trẻ nhưng đã chăm chỉ làm ăn, lại có tài năng nên muốn kết thân. Trong khi đó, nam YouTuber nổi tiếng cũng nói rằng mình rất ngưỡng mộ ông trùm Kim Cương. Thông tin này khi xuất hiện khiến nhiều netizen không khỏi bất ngờ và thắc mắc lý do dẫn đến việc họ rất mè. Mới đây, trong các hội nhóm người Việt đầu tư Diamond coi rộ lên thông tin lý do YouTuber này ngừng chơi, ông Hoàng Kim Cương đến từ việc đồng tiền ảo tụt giá mạnh trên thị trường. Đây là đồng coin đã được cả hai nhiệt tình PR trên các kênh YouTube của mình. Trong một số vlog quay chung với Johnny Đặng trước đây, Khoa Park từng hé lộ việc anh sở hữu đến 10 triệu đồng DBZ của Johnny Đặng. Tuy nhiên, anh cũng nói rõ mình mua DBZ là để duy trì mối quan hệ thân thiết với ông trùm Kim Cương. Thậm chí Khoa Park còn mạnh miệng tuyên bố nếu mất sạch 10 tỷ từ đồng coin này cũng không sao, bản thân anh không kêu gọi, rủ rê, lôi kéo người hâm mộ đầu tư tiền ảo nói chung và DBZ nói riêng. Được biết Diamond Boy Coin do Johnny Đặng sáng lập, Diamond Boy Coin là một loại tiền điện tử P2P được xây dựng trên Binance Smart Chain. Nó được tạo ra như một công cụ đa năng để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch, xác minh và phân phối trang sức. Nó nhắm tới việc trở thành một đồng tiền điện tử quốc tế chuyên để sử dụng trong các giao dịch kim cương. Sau khi thông tin Khoa Park và Johnny Đặng nghỉ chơi dâm gian trên cõi mạng cũng khiến đồng tiền này sụt giảm nghiêm trọng trong phiên giao dịch ngày 7 tháng 11. Hiện tại, Khoa Park và Johnny Đặng đều chưa lên tiếng phản hồi về tin đồn sứt mẻ tình cảm. Khoa Park giàu cỡ nào? Khoa Park vốn là một chàng YouTuber nổi tiếng chuyên làm clip vì đam mê chứ không phải vì tiền đúng theo truyền thuyết. Bởi trong các clip mà Khoa Park review, có thể thấy anh là số ít các vlogger chuyên chia sẻ về cuộc sống giàu có, thượng lưu, tiền tiêu không phải nghĩ như ở các resort, khách sạn 5 sao hạng nhất, đi du lịch khắp thế giới. Mới đây nhất, Khoa Park lại khiến dân tình phải trầm trồ về độ giàu có khi hùn vốn với triệu phú gốc Việt trên đất Mỹ, Vương Phạm mua máy bay 115 tỷ đồng. Chính vì chỉ có đi ăn, đi chơi để quay clip review nên nhiều người mới không khỏi thắc mắc, liệu Khoa Park làm gì mà giàu đến vậy? Người thì đồn đoán có lẽ gia thế của Khoa Park khá hiển hách, thuộc dạng châm anh thế Việt, hoặc có người cho rằng anh chàng sở chi mơ có thể kiếm tiền bằng nhiều nguồn như chơi chứng khoán, đầu tư. Mới đây, câu hỏi thắc mắc của fan đã được chính Vương Phạm, một triệu phú đô la trên đất Mỹ vừa khiến nhiều người sững sờ khi chi số tiền khủng để mua máy bay giải đáp. Theo đó, Vương Phạm cho biết dù chưa quen Khoa Park được lâu nhưng cũng có biết số thông tin về bạn. Triệu phú đô la kể, bạn đó cũng kể úp mở cho Vương là ở Việt Nam bạn cũng kinh doanh đất, mua đất để đó rồi lên giá thì bán. Thì ra Khoa Park là trùm bất động sản thứ thiệt, chứ không đơn giản chỉ là một anh chàng làm YouTuber. Không chỉ vậy, Vương Phạm còn tiết lộ mình và Khoa Park sẽ còn hợp tác trong các dự án khác. Gần nhất sẽ là mở nhà hàng ở Houston, Texas, Mỹ. Dân mạng vô cùng bất ngờ vì không nghĩ Khoa Park đã giàu nhưng lại có số tài khoản khổng lồ đến vậy. Thậm chí độ chịu chi của cả Khoa Park và Vương Phạm khá khủng khi vừa mua máy bay xong còn có tiền đầu tư nhà hàng.